Vâng, xin được tiếp tục chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Trượt Bãi TV nhé. Tiếp theo video ngày 24 thì hôm qua em lên cho bác một ít lồi cơm xả rồi. Hôm nay lên cho bác một 2, 4, 6, 8 9 con VIP bác nhé. 9 con VIP thì nó có đẹp xấu như nào thì em nên báo giá luôn cho các bác luôn. Trong đó có một em tô chuông này, một em Zuji tách đường này, một em Ozit Ozama cảm ứng, rồi Tiger Zuji Zuji tách đường cũng có, rồi Zuji Sigo này bác nhé, Pala. Đầy đủ các loại mẫu mã, giá cả cũng cực kỳ là phải chăng để cho các bác lựa chọn. Đây, các bác đang xem kênh của Việt Trượt Bãi thì các bác vui lòng cho em xin một like cũng như là một nút đăng ký kênh các bác nhé. Còn tất cả sản phẩm bên em vẫn cứ bảo hành cho 2 tháng sử dụng. Thì vào vấn đề chính luôn, đầu tiên lên cho bác một em tô chuông này. Em này thì là 2016 này, 2016 này. Đấy, cái tổng quan bên ngoài em này thì màu đỏ đô này, được cái không có bể vỡ. Chỗ này nó hơi xước nhẹ tí thì em dán cho bác cái tem ở đây rồi. Đấy, thông báo rõ ràng cho bác thế. Giò C gạch ngang 10VXK là cái mã sản phẩm của nó. Đấy, được cái là em này đây. Cái doang em này thì cũng tương đối là ok rồi. Đấy. Dòng tô chuông, nhắc đến tô chuông thì các bác biết là dòng này lốp cơm nó rất là ngon. Cao tần áp suất hút chân không. Đấy, em này thì cái xoang của nó thì duy nhất nó bị một vết xước bác nhé. Bác làm không quan trọng về hình thức đấy. Một tí thôi vì cái này nó chống dính bằng cái xung điện tử, nó bị vết luôn này. Đấy, rất là phí luôn. Bác nha, con đầu rất là đẹp luôn này. Rất là tiếc. Đấy, xoang này hơi bẩn tí về bác lau chùi thôi. Đấy, dòng tô chuông thì bác biết rồi. Điện đóm thì các thứ cắm điện cho bác này. Này nó có ít thì cắm cho các bác. Mọi chức năng hoạt động hết, cơm cháy, cơm trống, eco là vì tiết kiệm điện, không có bẻ vỡ, lỏng xoang duy nhất nó bị vết, gọi là trên video em nói cho bác rất rõ rồi. Tiếp theo đầu tiên là mã số 1 nhé, mã số 1. Đây cho bác em này với giá là 2.850.000 bác nhé. 2.850.000, một em tô chuông. Đấy, bác nào mà không quan trọng về cái vết xước ở cái lỏng xoang nó thì bác lấy em này về dùng, cơm như sôi bác nhé, mã số 1. Thức bên ngoài tương đối rất là đẹp. Và tiếp theo là một em dòng Tiger này. Em này cũng thiên về cơm cháy này, thân bọc nhựa này, đời 2013 bác nhé. Đấy, màu đen. Đấy, dòng này rất là dân dã dễ dùng. Em này cũng là cao tần áp suất 2 bi này, mất một tai này. Đấy, bị gãy một tai nhé, cao tần áp suất 2 bi này. Đấy, doang này thì em này doang kiểu xanh, thông báo như thế bị gãy một tai. Nó thì nó thông báo thôi, còn nói chung là nó không ảnh hưởng gì đâu nhé. Đấy, bác người mình vẫn thoải mái mình cầm ra. Vẫn thiếu mất một tai, lòng xoang em này cũng bị vết châm cám không? Cũng bị vết như em tô vừa lại này. Đấy, bị vết này. Đấy. Đi đáy xoang thì rất là đẹp. Nên cho bác em này với giá là 1 triệu nhé. Em dòng Tiger. Điện đóm thì hoạt động ok con này. Rồi các bác nhé. Lên cho bác em này với giá là 1 triệu. Tiếp theo mã số 2 này. Đấy, 1 triệu. Sản phẩm không cần phải cọc các bác nhé. VIP em cũng không phải cọc. Còn là quá nhiều tiền rồi thì em mới gọi là bác cọc thôi. Còn những video này cũng không phải cọc cả. Tiếp theo là một em Zuji Zuji tách đường này. Đấy, bác nào mà đi tiểu đường thì các bác có thể dùng loại này, cơm nước cũng rất là ngon. Còn về tách đường bao nhiêu thì tiền chung là cũng không ai biết trước được rõ được bao nhiêu nhá. Nghe nói là tách đường em này được cái liền lạc này, thành vách thì rất là đẹp, màn hình rộng, đời 2016 này. Nói chung là thành vách để bao bác không bể vỡ thì không bể vỡ cân cá. Đấy, màn hình lớn bác nhé. Doang em này thì cực kỳ là xanh rồi, đảm bảo bác là doang ok này, bao bác là doang đẹp, rất là sạch sẽ, nhưng sơn dùng các thứ cũng chưa bị chảy chóc gì đâu. Đấy. Một bi rất là lớn, xoang thì xoang Palatium này, xoang Palatium nhé, lòng xoang này cũng gọi tương đối, gọi lác đác một hai điểm sức chấm cám thì nó không đáng kể thôi. Đấy, thông báo rõ cho bác biết này, đáy xoang tuyệt vời mới luôn. Xoang phá la thi bùm. Cắm điện cho bác.
rất nhiều chức năng lâu bác nhé. Và tiếp theo là mã số 3 bác nhé. Mã số 3 đấy, lên cho bác em này với giá là 3,2 triệu bác nhé. 3,2 triệu một em Yuzi Yuzi tách đường LP gạch ngang IA10 đấy. Mọi chi tiết về sản phẩm hay các bác tra mã thì em vào cho bác vào trong YouTube và NP gạch ngang IA10 nó hiện ra nhé. Mã số 3, 3 triệu ha. Lên cho bác một dòng là Tiger cặp lách này. Đấy, Tiger cặp lách. Em này thì đời 2017. Đấy, đấy, màu đỏ này. Ok các bác này. Công suất của nó là 1200 bác. Công suất của nó là 1200. Em này cũng xong quay cầm chống nóng. Cho nó lòng xem này. Lòng xong thì lòng xong trơn bác nhé. Đấy, lòng xong trơn. Đặc biệt là không có chấm cám này. Không có chấm cám nhá. Nó ố thôi. Mình lau là sạch thôi. Đặc biệt các bác là không có chấm cám này. Đấy. Xong quay cầm chống nóng này. Đời cao nó sẽ có cái vân vân này. Ok các bác nhé. Cao tần áp suất cũng 2 bi đấy bác nhé. Đấy, sơn súng các thứ còn rất là ngon này. Không có bong chóc gì cả. Đấy, cái này về các bác vệ sinh lau chùi chưa được sạch sẽ lắm này. Đấy. Ok bác nhé. Dòng này tương đối này. Dòng này nó thiên về cơm cháy. Dòng này nó rất là săn cơm. Các bác lý hộ em. Bốn bảy phút bác nhé. 47 phút. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Tiếp theo là mã số 4 nhé. Lên cho bác em này với giá là 1.950.000. Mã số 4 này. 1.950.000 bác nhé. Đấy. JPC gạch ngang JK là mã sản phẩm của nó nhé. Mà tiếp theo là mình lên cho bác một dòng Panasonic này. Đấy, dòng con này có Eco Lavi tiết kiệm điện. Sở tem tái tạo hơi nước bác nhé. SRSB10E8 là cái mã sản phẩm của nó. Em này được cái thành vách bên ngoài nó không bị bể vỡ, đời 2011. Bác nhé, 2011. Màu trắng. Màu trắng. Trắng đục. Đây gioăng của nó này, tương đối là xanh bác này. Gioăng tương đối là xanh. Được trang bị một cái cốc nước bù ẩm. Đây gioăng phụ này nhá, còn rất là mới luôn. Xoàng đây, rất là đẹp luôn. Cũng gọi là bị vết xước thôi, nhưng nó rất là bé rồi bác nhé. Một vết xước không đáng kể đâu. Đấy. Đấy xoàng tuyệt vời luôn. Được trang bị một cốc bù ấm bác nhé. Cắm điện cho các bác. Dòng này nấu được cơm cháy, cơm trúng ok này. Cháy mềm bác nhé. Nấu cơm thông thường nó cũng ngon là 56 phút. 56 phút bác nhé. Ok các bác, tiếp theo là mã số số 5 bác này. Mã số 5 lên cho bác em này với giá là 1.900.000 này. Ok bác nhé, 1.900.000 mã số 5. Một em Panasonic rất là đẹp. Một dòng Tiger bác này, Tiger đời cao. CPK là cái mã sản phẩm của nó. Em này thì đời 2019 này, thân bọc nhựa này. Đấy, thiết kế rất là gọi là gọn gàng. Đấy. Ok bác nhé. Ê, thông số của nó đây. Made in Japan này. Công suất của nó là 1100W. Không bể vỡ. Em này là cái gioăng thì nó đây, bi đây. Gioăng này của nó thì nó hơi bị chày lớp sơn. Đấy, hơi chày một lớp sơn thôi. Còn gioăng được cái này rất là đẹp luôn. Đảm bảo bác là gioăng nó ok này. Trông sạch sẽ, cứng cáp. Xong có quay cầm chống nóng. Đây còn rất là mới luôn bác này. Đấy, ngoài nó đây, sơn nó còn rất là đẹp. Trong lòng đây. Nói chung là đảm bảo bác là không có chấm cám. Đây nhá, lau một tí. Trong lòng này, đảm bảo bác là không có chấm cám đâu. Đặc biệt là không có chấm cám, đảm bảo bác như thế. Đấy. Lên cho bác em này với giá là 2 triệu 1 này. 2 triệu 100 này. Một em Tiger này. Ok bác nhé. 2.100.000. Tiếp theo là mã số 6 này.
2.100.000 bác nhé. Đấy, mã số 6. Lên cho bác của dòng Ozit Ozama này. Em này thì màn hình cảm ứng, các nút phím bằng cảm ứng. Đời 2019, made in Chi Lăng. Ok bác, được cái này còn rất là mới. Nó mới bác nhé. Đấy, có chế độ cân gạo. Cao tần áp suất 1 bi này. Ruộng thì nó gần như là mới luôn rồi. Đấy. Đảm bảo bác là ruộng mới cứng cựa luôn nhé. Hàng bao zin cho các bác luôn. Lòng xoàng này, đảm bảo bác là không có chấm cám như các gì. Mới cứng luôn. Đáy xoàng này, rực rỡ. Màn hình cảm ứng, có chức năng cân gạo. Đấy, như cái iPhone luôn bác nhé. Cân như này, cân như nào. Đấy. Đây, cái này cân gạo nhỉ. Nhập nhà, nhập nháy, rất là ok luôn. Ok các bác, tiếp theo là mã số này, là mã số 7 bác này. Em Ozit Ozama. Mã số 7, lên cho các bạn này với giá là 1.450.000 bác nhé. 1.450.000, mã số 7. Rất nặng chắc chắn. Lên cho bác một em dòng Zuzi Zuzi Voi 31 này. Màn hình của nó thì nó bị như kiểu một cái keo gì nó rơi vào này. Đấy, nó nóng, nó hơi chảy ra một tí bác nhé. Bác nhé. Hơi nóng, hơi chảy ra một tí này. Như kiểu cái keo 502 nó rơi vào này, này. Đấy cho bác, nói rõ bác nhìn này, này. Đấy. Không bị vỡ rồi nhé, không bị thủng ra đằng sau đâu. Em này rất nặng, sản đời bao nhiêu này. 2013 này. 2013 nhé. Đây màn hình nó như thế. Thông báo rõ các bác như thế luôn. Công suất của nó là 1360W. Đấy, Voi 31. Rất lặng luôn. Em này doang đây. Doang thì em này đến chung quy là gọi là cũng không xanh lắm, không vàng lắm, trung bình. Sơn chỗ này hơi bị sức nhẹ một chút này. Giao dần áp suất 1 bi. Đấy bác nhá. Đấy. Rõ ràng luôn cho các bác xem, bác lắm bắt được cái sản phẩm của nó. Sơn hơi sức chút. Nói chung là tiền nào của nó thôi. Xấu thì tiền nó sẽ xấu đi. Sang lòng xoang xem nào. Lòng xoang của nó thì vết mất hai vết chấm cám này. Hai vết chấm cám rất là nhỏ đó bác nhá. Đây. Đấy. Bé thôi, thì mọi chi tiết sản phẩm các bác kết bạn Zalo. Em thử gửi ảnh cho bác xem nó chi tiết hơn một chút. Tất cả sản phẩm về các bác lau chùi vệ sinh lại xem một lần nữa. Màn hình LED các bác nhé, màn hình LED. Ok các bác, mọi chức năng hoạt động bình thường. Tiếp theo là mã số 8 các bác này. Mã số 8 bác nhé. Lên cho các em này với giá là 2.600.000 này. Ok bác nhé, 2.600.000. Một em gọi là Voi Mammut. Lên tiếp cho bác một dòng Zuzi Zuzi Go này. Em là 2016 này. Cái dòng này nó rất là dân dã này. Đấy, tiền long nó cũng rất là vừa tiền. Đấy, nó trang bị là cao tần áp suất bi là P gạch ngang RC10 là mã sản phẩm của nó nhé, đời cao. Chung quy lại nó là thành vách của nó thì rất là đẹp. Bác nhé, dòng Zuzi Zuzi Go. Em này thì xoang cũng Palatium, cao tần áp suất 1 bi, doang xanh ngắt luôn. Bác nhé, doang xanh đét luôn. Mã cuối cùng trong video ngày 24 bác nhé. Ba bác là doang rất là đẹp luôn. Đấy bác nhé, lòng của nó đây nhé. Không có gì để chê đây này. Lòng của nó đây. Xanh ấy luôn. Không vết sức là bác nhé. Doang Palatium. Mới cứng cựa. Đấy. Rất đẹp luôn. Đấy. Em này thì gần như là tổng quan phải được 98%. 98% bác nhé, em này. Ok các bác này, tiếp theo mã số cuối cùng là em mã số 9 trong video ngày hôm nay nhé. Mã số 9. Lên cho bác này với giá là 2.2 triệu bác nhé.
2,2 triệu một em Yuji Yushigo. Ok các bác nhé. Thì mọi chi tiết về sản phẩm các bác kết bạn Zalo, em sẽ gửi ảnh cho bác xem được chi tiết hơn một chút. Còn đâu là tất cả các bác mua cờ mua hàng đấy thì bác liên hệ với em qua số 0354 965 127. Ok bác nhé. Hẹn các bác trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.